mến chào các em học sinh Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập ở trang 15-16 1.17 Đơn vị đo thời gian nhỏ nhất là to Second Viết tắt là IS Nó bằng Cái số này Dây ha Nó bằng bao nhiêu này Dây Hãy viết số này dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỷ viết nó dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỷ có nghĩa là chúng ta cần viết nó dưới dạng là a mũ x hoặc là a phần b mũ x ha đó đây là lý thừa của một số hữu tỷ bằng cách nào một 17 mười bảy ta có số không

và cái số dưới mẫu chính là 24 chữ số 10 nhân với nhau ha. Nó là 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10 vân vân. Chúng ta có thể ghi như thế này. Là 24 số 10. Đó. 24 chữ số 10 nhân với nhau. Đó. Thì theo định nghĩa về lý thừa 24 chữ số 10 nhân với nhau thì chính là 10 mũ 24. Ok không? 10 mũ 24. 1 cũng chính là 1 mũ 24 ha. À. Đây, mình có a mũ x phần b mũ x thì sẽ bằng a phần b tất cả mũ x. Như vậy đây, đây là 1 mũ 24 chia cho 10 mũ 24. 1 chính là bằng 1 mũ 24 nha. Yeah thì chúng ta sẽ được là một phần phần 10 tất cả mũ 24 Ok 1 phần 10 tất cả mũ 24 đó mình đã viết cái số này dưới dạng lý thừa của một số hữu tỷ số này số 10 nha Mình xong ha bạn này cái bạn này nè chính là 1/10 tất cả mũ 24 rồi mình sang 1.18 viết các số sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỷ 1.18 câu a mình có là 125 nhân cho 27 bằng 125 á là chính là bằng 5 nhân 5 nhân 5 à, 5 nhân 5 nhân 5 thì sẽ bằng 5 mũ 3 27 á là 3 nhân 3 nhân 3 3 x 3 x 3 là chúng ta được 3 mũ 3 Rồi Chúng ta có công thức là a mũ n nhân cho b mũ n sẽ bằng a nhân b tất cả mũ n. Như vậy thì đây là 5 mũ 3 nhân cho 3 mũ 3 thì sẽ bằng 5 nhân cho 3 tất cả mũ mũ 3. 5 nhân 3 là 15. Mình được 15 mũ 3. Mình xong câu A. Câu B là 243 chia cho 32. Câu B là 243 chia cho 32. Thì bằng Thì viết dưới dạng phân số nha. Bằng 243 phần 32. Đó. 243 Nếu mà các em đã nhẩm quen thì các em sẽ biết là 243 là bằng 3 nhân 3 nhân 3 nhân nhân 3. Được chưa? 9 nè, 9 nè, 9981 nè. 81 nhân 3 là 243. Đó. Có nghĩa là 243 là bằng 5 trừ số 3 nhân với nhau. Theo định nghĩa về lý thừa, 5 trừ số 3 nhân với nhau là 3 mũ 3 mũ 5. Đây chính là 3 mũ 5. Còn 32 là 5 trừ số 2 nhân với nhau nha. 5 trừ số 2 nhân với nhau, có nghĩa là 2 mũ 5. Chúng ta có a mũ n chia b mũ n thì bằng a phần b tất cả mũ n. Như vậy thì đây là 3 mũ 5 phần 2 mũ 5 cùng mũ nè thì chúng ta sẽ viết là 3/2 tất cả mũ 5. Ok. Rồi, mình xong 1.18. Bây giờ chúng ta qua 1.19 đường kính của một tế bào hồng cầu khoảng 7,4 nhân x cho 1/10 tất cả mu 4 cm. Hãy viết số này dưới dạng số thập phân. Số thập phân là 2, mấy, 3, mấy ha, đó là số thập phân. 1.19 7,4 nhân cho 1 phần 10 mũ 4. 1 phần 10 tất cả mũ 4 bằng 7,4 nhân cho 1 phần 10 tất cả mũ 4 á, là bằng 1 phần 10 nhân với 1 phần 10 nhân với 1 phần 10 nhân với 1 phần 10. Đó. 4 số 1 phần 10 nhân với nhau. Có nghĩa là chúng ta được 1 phần 4 số 10 nhân với nhau là 1 là 10.000. Đúng không? 1 phần 10 mũ 4 là bằng 1 mũ 4 phần 10 mũ 4. 14 chính là 10.000. Rồi 7,4 nhân cho cái phân số này là bằng 7,4 nhân cho 1 chia cho 10.000. Chia cho 10.000 thì chúng ta tiến cái dấu phải này về trước. 4 chữ số. ha Thì mình được 0, 1, 2, 3, 4. Đó. Mình đã tiến số phải từ đây. Mình tiến 1, 2, 3, 4. Đó. Chúng ta được số này. Ok. Đây chính là số thập phân mà để yêu cầu chúng ta viết. Mình xong. 1.19 Thầy vẫn không có hài lòng cái chỗ này. Chỗ này nó xấu quá. Thầy sẽ viết lại nha. Thầy muốn nó phải perfect. Rồi để nó khô rồi thầy viết lại. Rồi chúng ta qua 1.20, tính giá trị của biểu thức. Qua. Chúng ta có là 1/2 tất cả mũ 3 nhân cho 4 cộng cho 3/4 bằng tính giá trị của biểu thức có nghĩa là chúng ta tính cái biểu thức này bằng bao nhiêu đó, thì làm tới đâu thì nhắc cái công thức tới đó 1 phần 2 tất cả mũ 3 có nghĩa là 1 phần 2 nhân với 1 phần 2 nhân với 1 phần 2 đó 3 trị số 1 phần 2 nhân với nhau đúng không 1 phần 2 tất cả mũ 3 thì chúng ta được 1 phần 1 phần 8 đó mình được 1 phần 8 nhân cho 4 cộng cho cho 3 phần 4 1 phần 8 mà nhân cho 4 Thì chúng ta lấy 4 nhân 1 là 4 4 chia 8 là mình được 4 phần 8 Đúng không? 4 phần 8 chúng ta rút gọn Là 1 phần 2 Nhưng mình thấy mẫu đây là 4 cho mình rút gọn mẫu về 4 luôn Là 2 phần 4 Cộng cho cho 3 phần 4 Đó 1 phần 8 nhân 4 thì chúng ta được 2 phần 4 2 phần 4 cộng 3 phần 4 thì chúng ta được 5 phần 4 đó, thầy cố thầy không có đưa về 1 phần 2 thầy đưa về 2 phần 4 luôn để thầy cộng luôn cho nó nhanh đó chúng ta xong câu A rồi đúng không rồi bây giờ chắc là nó khô rồi đây là 1 phần 10 nha 1 vẫn chưa khô các em Rồi, chúng ta xong câu A. Bây giờ mình sang câu B. Thế đó. Câu B là chúng ta có 4 mũ 3 chia cho 2 mũ 5 cộng cho 3 mũ 5 chia cho 9 mũ 2. Bằng Bây mình thấy là cơ số là 4 nè, đây cơ số là 2 nè. Muốn chia được thì một là chúng ta phải đưa về cùng cơ số. Hai là mình đưa về cùng số mũ. Đó, thì giờ thầy sẽ đưa về cùng cơ số. 4 chính là 2 bình nha, 4 chính là 2 bình. Mà 4 mũ 3 chính là 2 bình tất cả mũ 3. Đó, tiếp tục chia cho 2 mũ 5. Cộng cho 3 mũ mũ 5 cho hai bạn này cũng vậy. Thì đưa về cùng cơ số, 9 là bằng 3 bình. Như vậy 9 mũ 2 là 3 bình tất cả mũ 2. Rồi. Sau đó chúng ta áp dụng công thức này. Mình có a mũ m tất cả mũ n thì bằng a mũ m nhân với n. Ok. Cho nên là ở đây 2 mũ 2 rồi tất cả mũ 3 sẽ bằng 2 mũ 2 x 3 là bằng 6 2 mũ 6 chia cho 2 mũ 5 cộng cho đây là 3 mũ 5 chia cho 3 mũ 2 x 2 2 x 2 là 4 Đó. Rồi tiếp tục chúng ta áp dụng công thức là A mũ M chia cho A mũ N cùng cơ số thì mình lấy mũ mình trừ cho nhau nha, trừ nha chia là trừ còn nhân á là cộng. Đó, như vậy thì ở đây mình sẽ được là 2 mũ 6 chia cho 2 mũ 5 thì chúng ta được 2 mũ 6 trừ cho 5 là bằng 2. 3 mũ 5 chia cho 3 mũ 4 là bằng 3 mũ 5 trừ 4 là 1. Số 1 không cần ghi. đó 2 cộng 3 thì chúng ta được là 5. Ok. Mình xong. 1.20. Rồi chúng ta sang 1.21. Bản thống kê dưới đây ước lượng số dân của một số nước tại thời điểm năm 2020. Quốc gia Hàn Quốc số dân đây, Trung Quốc số dân đây, Hoa Kỳ, vân vân, lặp lại. Điều yêu cầu chúng ta là em hãy sắp xếp tên các quốc gia chú ý nha sắp xếp tên các quốc gia theo thứ tự có số dân từ lớn đến bé lớn đến bé có nghĩa chúng ta sẽ dựa vào đây để chúng ta sắp xếp các cái quốc gia này theo thứ tự có số dân từ lớn đến bé rồi làm sao để mình so sánh những bạn này thì mình thấy ở đây là 51 nè, ở đây 143 nè, ở đây là 331. Mình thấy có lúc là có ba chữ số trước dấu phẩy, có lúc là hai chữ số trước dấu phẩy, nhưng mà đa số là hai chữ số trước dấu phẩy đúng không? Cho nên bây giờ thầy sẽ đồng loạt đưa nó về hai chữ số trước dấu phẩy hết. Được không? Rồi, thì bây giờ bạn này bạn này chính là nếu mà mình tiến cái dấu phải tới đằng trước thì thằng này phải tăng thêm một đơn vị nha tiến dấu phải tới một cái thì mình tăng bằng này một vị mình được là một bốn nhân cho 10 mũ 10 mũ 8. bạn này mình được 33,1 nhân cho 10 mũ, tăng một đơn vị là 10 mũ 7. Bạn này là 12,6 6 nhân cho 10 mũ 7, rồi các bạn còn lại là hai chữ số rồi. Ok. Đó mình đã đưa về hai chữ số hết, hai chữ số, hai chữ số, hai chữ số, hai chữ số, số. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh các bạn này. Mình đã đưa về hai chữ số rồi thì bây giờ muốn biết số nào là số lớn nhất thì mình sẽ quan tâm tới cái số mũ. 10 mũ mấy nè, à Đó mình thấy ở đây là 10 mũ 8 nè ở đây 10 mũ 8 nè được không 10 mũ 8 10 mũ 8 trên hai bạn này sẽ là lớn nhất được chưa 10 mũ 8 với 10 mũ 8 bằng nhau vậy bây giờ mình so sánh hai bạn này 14 13 ok 14 lớn hơn 13 thì bạn này sẽ đứng vị trí thứ 1. à, thì ghi trước luôn bạn này sẽ đứng vị trí thứ một cái bạn này sẽ đứng vị trí thứ hai. Ok. Đó. Rồi tiếp theo 10 mũ 8 chúng ta so sánh xong rồi. Bây giờ tới 10 mũ 7. Mình nhìn nè. Đây 6, mũ 7, mũ 7, mũ 6, mũ 6, sáu, mũ 6, sáu, mũ 4. là bây giờ hai bạn này sẽ là tiếp theo đúng không? 10 mũ 7 với 10 mũ 7, thằng này 33, ba, ba, thằng này 12. Thì thằng này sẽ lớn hơn thằng này ha. Thì bạn này sẽ xếp thứ thứ 3 còn thằng này sẽ xếp thứ thứ tư. Ok chưa? Đây mũ 7, mũ 7. Rồi tiếp theo. Đây là 1 nè tí nữa mình ghi để tí nữa mình trình bày này, 2 này. Đây là 3 này, đây là 4 này. Bây giờ tới 10 mũ 6 nè 10 mũ 6, 10 mũ 6, 10, mũ 6, 10 mũ 6, ha. Vậy thì mình so sánh hai số ở trước đây là 51, 65, 97, 11. Thì là số 97 sẽ lớn nhất trong các số này đúng không? Bạn này sẽ đứng vị trí thứ năm nè. Đó. Rồi tới 65. Đúng không? Sẽ xếp vị trí thứ sáu này. Rồi mới tới bạn này sẽ xếp vị trí thứ bảy này. Và cuối cùng bạn này sẽ xếp vị trí thứ 8. Rồi tiếp tục cuối cùng mới là mũ 4. Bạn này xếp vị trí thứ 9 đó là cách chúng ta làm ha thì nó lại cách làm đầu tiên là chúng ta sẽ đưa về cái trước cho phải này có hai số thôi đó, để mình đồng loạt cho nó đồng loạt hết đó ba bạn này rồi cách thứ hai mình sẽ so sánh mũ 8 lớn nhất bạn nào cũng hai chữ số rồi thì giờ mũ 8 là lớn nhất rồi mới tới mũ 7 rồi mới tới mũ 6 ok rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày vào 1.21 ta có bây giờ mình sắp xếp nè mình 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 đổi nè 143,9 nhân 10 mũ 7 143,9 nhân cho 10 mũ 7 nó chính là 14,39 nhân cho 10 mũ 8 rồi bạn tiếp theo 331 nhân 10 mũ 6 3, 3, 1 nhân cho 10 mũ 6 chính là số 33,1 nhân cho 10 mũ 7. Rồi tiếp theo tới 1, 2, 6, 6 nhân 10 mũ 6. 1, 2, 6, 6 nhân cho 10 mũ 6 chính là số 12,66 nhân 10 mũ mũ 7 tăng lên một đơn vị ha. Tiến vô phải vô thì tăng lên một đơn vị. Rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp các cái số này Nha. Vì à, Như này chúng ta phân tích Bạn này là số lớn nhất 14,39 x 10 mũ 8 À mình coi thử coi Từ lớn đến bé Đúng rồi Từ lớn đến bé thì bạn này là lớn nhất 14,39 x 10 mũ 8 14,39 x 10 mũ 8 Số này nó sẽ lớn hơn mũ 8 này mũ 8 này lớn hơn 13,8 nhân 10 mũ 8 ha lớn hơn 13,8 nhân 10 mũ 8 đó rồi mũ 8 xong rồi mũ 8 xong rồi giờ tới mũ 7 chúng ta có hai bạn mũ 7 hai bạn mũ 7 thì bạn này 33 sẽ lớn hơn 12 ha 33,1 nhân 10 mũ 7 lớn hơn 33,1 nhân 10 mũ 7

đó mình sắp xếp các số này ha à, nên rồi bây giờ mình sẽ sắp xếp các quốc gia ha nên các quốc gia theo thứ tự có số dân từ lớn đến bé là đó hồi nãy chúng ta đã sắp xếp ở đây một là trung quốc hai là ấn độ trung quốc tới ấn độ ba là hoa kỳ bốn là nhật bản hoa kỳ 4 là Nhật Bản. 5 5 là Việt Nam, 6 là Pháp. 5 là Việt Nam, 6 là Pháp. 7 là Hàn Quốc. 8 là Cuba. 9 là Brunei. Nhớ cái từ Cuba này các bạn đọc nhanh lên nha. Tộc chạm nguy hiểm lắm Pháp Tiếp theo là Hàn Quốc nè Rồi đọc nhanh lên Cuba Và cuối cùng là này. Ok Rồi chúng ta xong 1.21 Và bây giờ chắc là khô rồi 10 nha 10 Số 10 Đó, 1 phần 10 mũ 24 1 phần 10 mũ Rồi chúng ta xong Căn 15 chúng ta sang 1.22 thay dấu hỏi chấm bằng số thích hợp 2 phần 3 mũ 5 2 phần 3 dấu hỏi chấm bằng 2 phần 3 mũ 8 à, mình chú ý là A mũ M nhân A mũ N thì bằng A mũ M cộng N Đó. cùng cơ số nhân với nhau thì lấy số mũ mình cộng lại như vậy đây mình thấy là cơ số 2 phần 3 này 2 phần 3 này 2 phần 3 này cùng cơ số thì mình lấy số mũ mình cộng lại đúng không hai bạn này cộng lại thì sẽ bằng bạn này Đúng không 5 cộng cho dấu hỏi chấm Thì bằng 8 Thì rõ ràng Bạn này sẽ là số Số 3 à, 5 cộng 3 bằng 8 Rồi Chỗ đây nhân á Thì cộng Còn nếu mà A mũ M Mà chia cho A mũ N á Thì bằng A mũ M Trừ cho N Chia là trừ Ở đây mình thấy nè Chú ý là cùng cơ số nha A A A này Đây là trừ 3 phần 4 Trừ 3 phần 4 Trừ 3 phần 4 Đó 3 bạn này cùng cơ số Nhà chia cho nhau thì chúng ta sẽ lấy số mũ chúng ta trừ cho nhau lấy mũ này trừ bạn này thì bằng bạn này ha dấu hỏi chấm trừ 7 bằng 2 thì rõ ràng dấu hỏi chấm sẽ bằng 9 trừ 7 bằng 2 đúng không đây là sẽ là số số 9 ok Đó, đây là số 3 còn đây là số 9 xong ha chúng ta sang 1.23 không sử dụng máy tính cầm tay à, Calculator đó Hãy tính Âm 5 Tất cả mũ 7 Có nghĩa là âm 5 tất cả mũ 7 thì bằng bao nhiêu á Biết Âm 5 mũ 6 Thì bằng 15.625 Thế giờ mà làm sao 1.23 Ta có âm 5 mũ 7 bằng thì theo quy ước về số mũ thì âm 5 mũ 7 sẽ bằng âm 5 áp, nhân cho âm 5 nhân cho âm 5 nhân, âm 5 nhân âm 5 nhân âm 5 nhân âm 5. Đó, 7 số âm 5 với nhau nhân như vậy ha. Được chưa? Thì mình nhân vào nó cũng ra thôi, nhưng mà nó lâu lắm. Mình sử dụng cái này nè. Đó. Thì theo cái công thức mà chúng ta vừa ghi thì âm 5 mũ 7 sẽ chính là âm 5 mũ 6 nhân cho âm 5 mũ 1. Đúng không? Đó, cùng cơ số này Khi nhân vào thì chúng ta lấy số mũ chúng ta cộng lại Ok không? Rồi, chính là âm 5 mũ 6 cộng 1 là âm 5 mũ 7 Đó, bây giờ mình sẽ tận dụng bằng này Âm 5 mũ 6 đề cho đây bằng 15.625 15.625 Tiếp tục Mình nhân cho âm 5 mũ 1 Âm 5 mũ 1 Thì chính là âm 5 Đó thì ghi số 1 cho các em dễ hiểu thôi còn khi làm các em không cần ghi cũng được ha mà có ghi cũng không có sao rồi không dùng máy tính mà bây giờ mình phải nhẩm thôi dấu trừ ghi trước để quên 5 x 5 25 viết 5 nhớ 2 rồi 2 x 5 là 10 với 2 nữa là 12 viết 2 nhớ 1 6 x 5 30 với 1 là 31 nhớ 3 5 x 5 25 với 3 là 28 Viết 8 Nhớ 2 1 x 5 là 5 với 2 nữa là 7 Chúng ta được âm 78.125 Ok Mình xong câu A Câu B Tương tự như vậy Chúng ta cần tính 2 mũ 12 Biết 2 mũ 11 bằng cái số này Thì cái số 2 mũ 12 á thì bằng 2 mũ 11 nhân cho 2 mũ 1. Đó. Khi nhân cùng cơ số là chúng ta lấy số 1 chúng ta cộng lại. 2 mũ 11 đề cho mình 2048. 2048 nhân cho 2 mũ 1, một số mũ 1 thì bằng chính nó nha. Một số mũ 1 bằng chính nó. Rồi, bạn này nhân 2 thì chúng ta tính được 40 96, à gấp đôi nó lên ok mình xong 1.23 mình sang 1.24 hình vuông dưới đây có tính chất mỗi ô gây một lý thừa của 2 à lý thừa của 2 có nghĩa là 2 mũ mũ máy đó, à lý thừa của 2 tích các số trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Hãy điền các lũy thừa của hai còn thiếu vào các ô trống. Đó thì các em kẻ ô trống này, kẻ những cái cái ô này vào vỡ. Rồi bây giờ mình làm nè. Người ta cho mình là tích tích các số trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Ở đây mình có một đường chéo này. Thì mình tính xem tích này bằng bao nhiêu. 2 mũ 1 nhân cho 2 mũ 4 nhân 2 mũ 7 nhân cho lý thừa cùng cơ số thì chúng ta lấy số mũ chúng ta cộng lại có nghĩa là 1 cộng 4 là 5 cộng 7 là 12 đó như vậy tích này chúng ta sẽ được là 2 phần 12 đó tích của đường chéo là 2 phần 12 rồi để cho mình là tích các cột cũng bằng tích đường chéo có nghĩa là tích các cột này cũng bằng 2 phần 12 như vậy thì 2 mũ 1 nhân 2 mũ 6 thì nhân cho 2 mũ mấy nữa để được 2 mũ 12 1 cộng 6 là 7 Thì đây là 2 mũ 5 nữa Thì sẽ được 2 mũ 12 Được không Giờ làm sao nữa Không được, giờ tất cục Đây cái đường chéo này 2 mũ 5 nhân với 2 mũ 4 là mình được 2 mũ 9 2 mũ 9 nhân cho 2 mũ mấy nữa Để được 2 mũ 12 2 mũ 9 thì nhân cho 2 mũ 3 nữa Mình sẽ được 2 mũ 12 Đúng không Ok. Rồi tiếp theo. Tới cái dòng này. 2 mũ 6 nhân cho 2 mũ 4 là mình được 2 mũ 10. 2 mũ 10 nhân cho 2 mũ mấy nữa thì được 2 mũ 12. 2 mũ 10 thì nhân cho 2 mũ 2 nữa. Sẽ được 2 mũ 12. Dòng này cũng vậy. 2 mũ 1 nhân cho 2 mũ 3 thì chúng ta được là 2 mũ 4. 2 mũ 4 thì mình cần nhân cho 2 mũ. Mũ 8 nữa sẽ được 2 mũ 12. Đó. Còn đây là 2 mũ 5 nhân cho 2 mũ 7 thì mình được 2 mũ 12 rồi. 2 mũ 12 nhân cho mấy thì được 2 mũ 12 các em? 2 mũ 12 nhân cho 1 thì sẽ được 2 mũ 12. Nhưng mà mình không được ghi số 1. Mình phải ghi là 2 mũ 2 mũ 0. Đó, bởi vì mỗi ô là lý thừa của 2 mà. Chú ý, 2 mũ 0 thì bằng bằng 1 ha. Một số nào đó mũ 0 thì đều bằng 1. Mình xong, 1.24 Bây giờ mình sang 1.25. Tìm số tự nhiên n biết 5 mũ n nhân cho 1 phần 5 mũ 3 thì bằng 125. Tìm mũ tìm n. Thì mình chú ý rằng là nếu mà chúng ta có a mũ n bằng a mũ 3 à, a mũ n bằng a mũ 3 thì từ đây mình suy ra là hai số mũ sẽ bằng nhau. Hai cái cơ số này bằng nhau thì hai số mũ sẽ bằng nhau sin n bằng 3. Được không? Đó, cho nên mình cố gắng mình sẽ đưa về à, cùng một lũy thừa nha. Ví dụ như là 125 là mình có thể thấy ngay rằng là chính là 5 nhân 5 nhân 5 đoạn 5 mũ 3. thì bên trái, mình sẽ cố gắng đưa nó về 5 mũ mấy đó. Để mình xử lý bài toán này. Đây, 1.25 này, câu A này. Mình có 5 mũ n nhân cho 1 phần 5 tất cả mũ 3 này bằng này 125 này. Thì có nhiều cách làm ha, à, có nhiều cách làm. Mình có thể làm cách thứ nhất là 1 phần 5 tất cả mũ 3 là bằng 1 mũ 3 phần 5 mũ 3. Đó rồi nhân cái bạn này vô là 5 mũ n chia cho 5 mũ 3 được không? Là bằng 5 mũ n trừ 3. Đó, thầy sẽ trình bày hai cách cho các em xem này. Cách thứ nhất á là 5 mũ n này. Ở đây 1 phần 5 mũ 3 á, chính là 1 mũ 3 phần 5 mũ 3 phần 125. Rồi 1 mũ 3 chính là 1 ha. Rồi bây giờ nhân thì mình lấy bạn này mình nhân cho 1 thì mình được 5 mũ n chia cho 5 mũ 3. 125 á chính là 5 mũ 5 mũ 3 luôn. Đó. 5 mũ n chia cho 5 mũ 3 thì mình bằng 5 mũ n trừ 3. Đúng không? Còn đây là 5 mũ 3. Đó, mình thấy không? Cùng cơ số này. Cho nên là hai số mũ nó sẽ bằng nhau. Có nghĩa là n trừ 3 sẽ bằng 3. N trừ 3 bằng 3 vậy là n của chúng ta bằng 3 cộng 3 là bằng bằng 6. Ok không? Mình đã tính được bạn này n bằng bằng 6. Đó, cách thứ hai. Thì làm theo cách thứ hai nha cách thứ hai nè 5 mũ n cũng tương tự như vậy 1 phần 5 mũ 3 chính là 1 phần 5 nhân với 1 phần 5 nhân với 1 phần 5 thì chúng ta được 1 phần 125 Đó, 1 phần 5 tất cả mũ 3 thì mình được 1 phần 125 bằng đây là 125 125 chính là 5 mũ mũ 3. Rồi, thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Thừa số đã biết là 1 phần 125. Đó. Bằng 5 mũ 3 chia là nhân cho nghịch đảo. À, nghịch đảo bằng này lại nghịch lại 1 phần 125 chính là bằng 125 nha 125 chính là 5 mũ 3 luôn đó 5 mũ 3 nhân 5 mũ 3 thì chúng ta được 5 mũ 3 cộng 3 là 5 mũ 6 đó 5 mũ n bằng 5 mũ 6 nè 5 mũ n bằng 5 mũ 6 như vậy thì từ đó mình suy ra n bằng bằng 6 ok xong ha chúng ta sang bài b nè 4 nhân cho 3 mũ n bằng 3 2 4 tương tự như vậy thừa số thừa số tích muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết 324 chia 4 thì chúng ta được 81 được không rồi 81 chính là 9 x 9 9 9 9 là bằng 3 mũ 2 như vậy thì thằng này sẽ là bằng 3 mũ 4 Đó, 81 bằng 3 mũ 4 3 mũ n mà bằng 3 mũ 4 từ đó mình suy ra n bằng n bằng 4 ok rồi mình xong 1.25 mình qua bài cuối cùng 1.26 Bài này có vẻ khó đây A bằng cái này Tính Có người mình đi rút gọn cái này Nó bằng bao nhiêu ha Tính xem A nó bằng bao nhiêu Thì bây giờ Chúng ta sẽ cố gắng đưa nó về cùng cơ số Mình thấy 27 là bằng 3 mũ 3 9 là bằng 3 mũ 2 9 là bằng 3 mũ 2 27 là bằng 3 mũ 3. Đó. Cho nên là bây giờ thầy sẽ đưa nó về cùng cơ số cái đã. A bằng 27 á là bằng 3 mũ 3. Được chưa? Như vậy thì 27 mũ 10 á là bằng 3 mũ 3 tất cả mũ 10 cộng cho 9 mũ 5. 9 á là bằng 3 mũ 2. 9 mũ 5 á là 3 mũ 2 tất cả mũ 5. Mẫu nè, 9 mũ 13. 9 là bằng 3 mũ 2 mũ 13 a mũ 2 mũ 13 cộng cho 27 mũ 2 27 là bằng 3 mũ 3 như vậy thì 27 mũ 2 á thì bằng 3 mũ 3 tất cả mũ 2. Đó. Nhắc lại a mũ n tất cả mũ m sẽ bằng a mũ n nhân cho m như vậy bạn này 3 mũ 3 tất cả mũ 10 sẽ bằng 3 mũ 3x 10 là 30 bạn này 3 mũ 2 tất cả mũ 5 là bằng 3 mũ 2x 5 là 10 bạn này 3 mũ 2 x 13 2x 13 thì chúng ta được 36 còn bạn này 3 mũ 3 nhân với 2 là mình được 3 mũ 3 mũ 6 ok mình đã đưa nó về à, cùng cơ số được chưa rồi bây giờ mình... mình, xử lý làm sao nữa à đây là 3 dưới 13 là mình được 26 chứ sao đâu 36 dữ vậy 26 bằng rồi bây giờ mình không thể cộng hai bạn này được ha đây là 3 mũ 30 còn đây 3 mũ 10 chúng ta không cộng được ha. Mình không có cái công thức là A mũ M cộng cho A mũ N bằng bao nhiêu ha. Mình không có công thức này. nha Hai bạn này chúng ta không cộng được. Hai bạn này mình cũng không có cộng được. Đó. Nhưng mà thì không cộng được thì giờ mình phải làm sao? Mình phải tìm cách để mình rút gọn ha. Bằng cách là mình sẽ đặt thừa số chung nè các em chú ý nè 3 mũ 30 á thì chính là bằng 3 mũ 10 nhân cho 3 mũ 20 đó 10 cộng 20 là bằng 30 này nhân là mình lấy mũ cộng lại tiếp tục cộng cho 3 mũ 10 3 mũ 10 là chính là bằng 3 mũ 10 nhân cho 1 à, thì nhân số 1 cho các em thấy thôi còn các em không cần ghi số 1 này cũng được tương tự như vậy 3 mũ 26 á, là bằng 3 mũ 6 nhân cho 3 mũ 20. Còn thằng này 3 mũ 6 á, chính là 3 mũ 6 nhân cho 1. Thầy cố tình thầy ghi như vậy để chi? Để cho các em thấy nè. 3 mũ 10 nè. 3 mũ 10 nè. Đó. A nhân B cộng A nhân C. Còn đây là 3 mũ 6 nè. 3 mũ 6 nè. A nhân B cộng A nhân C. Đó. Thì sẽ bằng gì các em? A nhân B cộng A nhân C theo tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng chúng ta sẽ được a nhân cho b cộng cho cho c phần này cũng vậy a là 3 mũ 6 nhân cho b là mũ 20 cộng c c là 1 đó bởi vì nếu mà thầy không ghi số 1 chỗ này á thì nhiều bạn không có hiểu là số 1 này có từ đâu ha cho nên thầy mới ghi số 1 này cho các em hiểu thôi còn các em làm thì các em không cần ghi số 1 này cũng ok ha rồi lúc này mình thấy trên tử có 3 mũ 20 cộng 1 ở dưới mẫu cũng có 3 mũ 20 cộng 1 cộng 1 đó có nghĩa chúng ta chia tử và mẫu cho cái cộng này thì nó sẽ mắc đi ha mình sẽ còn lại là 3 mũ 10 chia cho 3 mũ 6 3 mũ 10 chia cho 3 mũ 6 nha thì mình định viết dấu chia nên thì để dấu bằng trên này ok không chia hai lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta lấy số mũ chúng ta trừ cho nhau là bằng 3 mũ 10 trừ 6 bằng 3 mũ 4. Ok. 3 mũ 4 thì bằng 4 chữ số 3 nhân với nhau. 3 x 3 là 9, 3 x 3 là 9, 9 là 81. Đó, chúng ta đã tính được a thì bằng 81. Mình đã tính xong ha. Đó, bài này nó hơi nâng cao. Rồi Chúng ta xong Bài tập Ở trang 15-16 Có chỗ nào không hiểu Các em để lại comment Còn nếu mà thấy video này hữu ích Thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh Thầy An Thầy An hẹn gặp lại các em Ở video sau Thầy An chúc các em học tốt